Ok, thân ái chào tất cả các bạn nha. Thì hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn là cách tối ưu một cái video tải lên YouTube, làm sao để mình có thể có điểm SEO cao. Kèm theo đó là có một cái nếu mà điểm SEO cao á, thì video mình có thể xuất hiện lên được trên YouTube, được gọi là ăn đề xuất đó của YouTube cao, và cùng kiếm tiền trên đó, hoặc là quảng bá sản phẩm của mình trên đó. Thì có những người xem có đề xuất thì nó mới hoàn toàn là hợp lý nha, thì nó mới đề xuất nha. Rồi ok, đầu tiên là cái chất video của mình. Nếu mà là mình muốn tải một cái video nào lên á, thì trước tiên nó phải là cái video đó là phải là chất lượng là phải tối ưu HD và là Full HD đó. À, hiểu không? Đây, có nghĩa là cái hình nó phải rõ ràng, sắc nét như vậy. Full HD khi bạn tạo video bằng bằng cái chương trình gì cũng vậy. Thì nó sẽ có một cái video là rất là sắc nét. Nếu bạn quay bằng điện thoại thì nó là thường nó ở khung là 1920 1080. Đó. Thì nó tầm khoảng đó thì nó gọi là Full HD nha. Có nghĩa là video mình phải chất lượng, chứ đừng có kiểu như là máy quay từ mấy cái máy cùi bắp á, rồi nó lại thêm nhòe 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 nhòe, rồi mình đưa lên chất lượng nó không có đẹp, nó không có tốt, frame nó không có chuẩn á, thì YouTube nó đánh giá là video không có chất lượng. Rồi cái thứ nhất, cái thứ hai, để được ăn đề xuất hoặc là được lượng view cao thì mình phải có cái gì đó gọi là mình nghiên cứu đối thủ. Mình xin phép thị phạm với các bạn về cái trang mà linh kiện phụ kiện giá rẻ này nha. Nếu mà bạn linh kiện phụ kiện giá rẻ có xem video này thì mình xin lỗi trước nha, tại vì trên này là video mình tải lên hôm nay thì nó cũng giống như là video tải lên từ mấy năm trước, cho nên là mình xin thị phạm về các bạn phụ kiện linh kiện giá sỉ giá rẻ nha. Mình phải nghiên cứu đối thủ, có nghĩa là đối thủ ra cái video này bạn phải đăng ký nè, bạn phải đăng ký cái này đi, và bạn cho một cái rung chuông nè, có nghĩa là các bạn bắt nhịp được cái đối thủ mình ra vào trong cái khoảng cái thời gian nào, bạn hiểu không, ra trong cái khoảng thời gian nào. Các bạn làm cái gì cũng vậy, sản phẩm cũng vậy, mà làm về kiếm tiền hay cũng vậy, mà bạn phải có đối thủ, cho nên là bạn phải nghiên cứu về đối thủ, không phải một đến hai mà là nhiều nha. Đây là mình chỉ thị phạm tới bạn này thôi. Thì để mà mình nghiên cứu đối thủ có nghĩa là thứ nhất là họ ra giờ nào thì mình ra giờ đó, ra video nha, có nghĩa là mình tải video lên, mình đặt cái lịch cho nó phát sóng lên là giờ nào, người ta lên giờ nào mình lên giờ đó. Tại vì trang của họ quá nổi tiếng rồi thì sản phẩm của họ sẽ được lên trên và mình sẽ được ăn đề xuất của họ thôi. Thứ nhất, cái thứ hai, bạn vào trong video, ok, bạn thấy nè, cái video này 8 phút thì bạn làm video phải từ 7 phút cho tới 9 phút, 10 phút, có nghĩa là lộn tới 9 phút, có nghĩa là có thể là 8 phút, có thể là 7 phút, có thể là 10 phút, không được làm cao nhiều hơn, mà cùng một cái mẫu video đó nha. Có nghĩa là thí dụ như bạn có sản phẩm này mà tương tự như thế này, bạn muốn bán đó, thì bạn coi thử người ta đăng vào giờ nào và cái chiều dài của video này là bao nhiêu, ok không? Đấy, thì các bạn mới cho ra một cái video tầm khoảng 8 phút thôi. Đó, cái nhất, cái thứ hai nè, cái thứ ba nữa nè, là trong mỗi video nó có một cái keyword, keyword của video đó. Để mình cho bạn coi nè, để mình lên mình đây. Trong mỗi video nó có một cái keyword, bạn bấm vào đạn một cái video nào đó của mình nè. Đây, mỗi trong cái video này nó có một cái keyword, các bạn thấy không? Đó, thì các bạn phải có một cái keyword của sản phẩm của người ta, có trong đó mình cũng có trong đó, có nghĩa là sản phẩm nó phải tương tự nha, keyword là phải có. Rồi kèm theo là cái kênh, cái keyword của cái kênh, cái này là bài trước mình đã hướng dẫn các bạn rồi, nhớ nha các bạn, cái này rất là quan trọng nha. Có nghĩa là khi người ta đăng vào giờ nào thì mình đăng vào giờ đó, người ta video bao nhiêu
thời gian bao dài bao nhiêu thì mình theo thời gian đó. Rồi cái lượt view nó cũng quyết định rất là quan trọng nha. Trước khi mình đăng, mình vô đó mình cày view cho nó lên đi. Có nghĩa là cày view là sao? Nghĩa là mình để ở chế độ gọi là đặt lịch phát á, thì video mình đã được tải trên trong phần video rồi, đúng không nè? Tải trong phần video rồi, bây giờ nó là đang ở cái mục là gọi là riêng tư. Thì bạn vô đó bạn cày lên tầm khoảng chừng 20 đến 30 view đi. Khi mà họ tung sản phẩm ra nghe là tung cái video này ra, mình là mình chậm nhất là 5 giây. Tại vì mình đã có cái rồi mà, mình có cái thời gian nhất định báo thức đi, hoặc là báo thời gian đi, là tầm khoảng đó là mình bật video lên cho nó chạy kèm, chạy cùng. Thì khi mà người ta chạy xong cái này thì thế nào á, thành nó cũng có một cái nhắc đây. Ok, cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi. Đây, thế nào nó có một cái đề xuất nè. Đây, đây nè, đây là một cái đề xuất tiếp theo nè. Đây là cái đề xuất tiếp theo cho nó nha. Đây là ăn đề xuất nè, đây là ăn đề xuất nè. Các bạn thấy không, phụ kiện đấy, giá rẻ nè. Mình xin lỗi. Ok. Đây nè, cái phụ kiện giá rẻ nè. Đây dưới là công cụ tự vệ nè. Thế 20 cái video là nha. Thì 20 cái video này là sẽ thế nào cũng phải có một clip trong này. Nếu mà mình được á thì mình sẽ nằm ở trong này. À, nhớ nha các bạn. Đây, đó, đó là cái cách thứ hai, cách thứ ba mà mình muốn nói với bạn là keyword và thời gian. Và thời gian để mình đăng lên và cái chiều dài của một video. Thời gian của một video. Rồi. Cái thứ tư nè. Bạn thấy cuối video nó có một cái nút đăng ký, kèm theo một cái video khác, kèm theo một cái playlist, hoặc là một cái gì đó, hoặc là một cái kênh nào đó, hoặc là một cái thông tin gì đó. Thì các bạn thấy không, đây là cái đề xuất trên cái video của mình. Những video mình đã tải lên thì mình phải có cái đề xuất nha. Thì đây, bây giờ bắt đầu mình đi vào mình làm những cái vấn đề này. Còn vấn đề mà bạn phải tự nghiên cứu đối thủ của mình nha các bạn. Bạn phải tự nghiên cứu đối thủ của mình, cho ra thời gian nhất định để đăng lên này video nè. Đây các bạn coi nè, xuất bản từ ngày 19 tháng 11. Đó thì các bạn khoảng tầm đây nè, các bạn coi thử video đã đăng lên từ hôm nào nha, 19 tháng 11. Đó. Là chiều dài, nhớ nha, rất là quan trọng nha. Đó, kênh nào có đối thủ, mình cũng xin lỗi bạn phụ kiện linh kiện giá rẻ nha. Rất là xin lỗi. Tại vì mình đang hướng dẫn thôi. Rồi ok. Rồi đầu tiên nè, mình muốn tải lên một cái video nè. Xóa hết mấy cái này, cái thông tin này đi. Rồi. Đầu tiên nha, là các bạn phải có một cái tiêu đề là từ khóa. Bạn nghiên cứu đối thủ rồi đúng không? Đây, bạn nghiên cứu đối thủ rồi thì các bạn phải cho ra một cái từ khóa có cái từ khóa giống đối thủ nha. Đó là mình nói là giống đối thủ thôi nha. Bữa nay bài nó cũng hơi dài tí, các bạn đón xem nha. Bài này là bài cuối cùng của phần YouTube nè. Như rồi thì của mình đó là mình làm tầm, nếu mà các bạn làm đúng theo các bước á thì nó tầm từ 50 điểm trở lên, tầm 60 nha, tầm 60 luôn á, 60 điểm trở lên rồi nha. Tại vì cái này phía bên này là mình chỉ demo cho các bạn xem nha. Rồi ok, mình lại tiếp tục. Đầu tiên là mình phải có cái video của mình nè, hoặc là mình đặt lịch nè đó. Không thì bạn để riêng tư thì bạn phải cho một cái ví dụ như là đối thủ của bạn là đăng vào mấy giờ, thì các bạn thấy đối thủ mà đăng một cái là bạn phải đăng liền. Nó coi xong video đó thì là đến video của mình nha. Thì để riêng tư hoặc là đặt lịch, nếu mà các bạn biết chính xác rồi thì các bạn cứ đặt lịch, còn không thì các bạn để riêng tư. Bạn vô bạn cày, để riêng tư, bạn vô bạn cày view lên, cái tầm 20 view đi.
vô dùng 3-4 cái trình duyệt, cứ 10-15 phút vô 1 lần, 10-15 phút vô 1 lần thì video của mình lên 20 view nha, để đó. Rồi, đã đặt lịch nè, hoặc là riêng tư. Rồi, cái thứ hai là bạn phải thêm nó vào một cái playlist nào đó, và playlist đó, playlist nha, playlist. Bài trước mình đã hướng dẫn tạo playlist rồi, bạn xem lại. Playlist đó sẽ phải liên quan tới vấn đề gọi là với cái sản phẩm mà mình đăng lên, hoặc là cái video mình đăng lên, là hoặc là cái thông tin bài giảng hay là cái này cái kia review cái gì đó, mà playlist đó phải liên quan, phải có cái vấn đề gì ở trong đó. Có nghĩa là ví dụ như sản phẩm gì đó thì ở trong đó phải có là nhóm sản phẩm, hoặc là một bài hướng dẫn gì đó là trong đó phải là một cái chủ đề chính nha, playlist nha. Playlist bài trước mình đã hướng dẫn rồi. Thứ hai là bạn phải cho ít nhất phải có 2 từ khóa trên một sản phẩm, một cái tiêu đề. Ví dụ 2 cái từ khóa nha. 2 từ khóa trên một cái tiêu đề. Đây mình để 3 cái luôn, ít nhất là 2 nha. 2 từ khóa, ít nhất là 2. Nhớ nha các bạn. Rồi. Để mình tiếp tục cho các bạn. Rồi, tiếp tục. Ở dưới đây là phần thẻ nè. Khi mà bạn làm bằng cái VIDIQ á, thì trong đây nó sẽ có mình có tạo cho mình một cái mà gọi là tạo một cái thẻ tag á riêng cho mình, là mình đặt tên nè, ví dụ như là sản phẩm gì đó một. Rồi bây giờ thí dụ như nè, bây giờ bạn làm nè, mà đầu tiên cái này thì nó là một cái phần chuyên sâu của thằng VLD, nhưng mà bây giờ mình nói luôn để các bạn sau này các bạn làm nó không có, thí dụ như bạn đăng cái sản phẩm gì lên á thì không cần phải làm quá nhiều việc. Rồi trên này nó có cái từ khóa gì, copy nó xuống, cách bạn vô phải cách ra nha. Nhớ nha các bạn, cái này rất là quan trọng nha, điểm sale của bạn là nằm đây đó. Lại nha. Rồi, tiếp tục anh cái cách ra đó, từ khóa của bạn nằm đây, điểm sale của bạn nằm đây. Rồi hạch tắt thì sau này cái này nó sẽ lưu lại giống như bên này nè, thì sau này mình chỉ cần vào trong này mình bấm vô cộng cái là lên trên này nè, bấm vô cộng lên trên này nè đó, mình thấy không đó, bấm lên anh lên trên đúng, bạn thấy không. Rồi tại vì YouTube nó cũng chưa có hiểu quá nhiều về có dấu và không dấu, nhưng mà đa phần người ta sử dụng bây giờ là YouTube á, là người ta đọc không à, người ta đọc bằng mic á, cho nên là phải có dấu. Và cách thứ hai là người ta gõ bằng tay, bằng thủ công. Bạn thấy điểm sao lên nè, không thấy không, hồi nãy là không không đó. Rồi tiếp tục nè, bạn gõ tay thì máy rửa mặt 5 in 1 phải cái là nó lên, hoặc là bạn phải thì bạn add vô cái này nè nha. Lần sau không cần phải nữa, nhưng mà mỗi sản phẩm nó có mỗi cái từ khóa khác nhau. Nếu mà ví dụ như cái từ khóa mà nó dùng chung như phía bên này của mình nè, mà thấy không, Google AdWords, Facebook AdWords này gì đó thì nó dùng chung á, thì mình mới để một cái keyword có sẵn, còn không á thì bạn làm tới đâu thì bạn gõ cái keyword tới đó. Máy mát sang mặt đã, máy chống lão hóa da đó, máy chống lão hóa da có nghĩa là vừa có dấu và vừa không dấu. Chữ hoa chữ thường nó không có công, nó không có không có quan trọng nha, mà tốt nhất là chữ thường. Rồi ok, nhớ nha các bạn, từ khóa trên cái trên keyword này nè, trên cái tiêu đề này là phải có dưới này nha. Rồi cái đó là cái ngắn nha. Bây giờ nè, bạn phải làm ra một cái từ khóa nó dài một tí để cho nó tăng cái điểm sale mình lên, để mình có top. Mình nói kỹ lại nha, có nghĩa là bạn phải có một cái keyword dài, và chỉ có một mình bạn thì bạn mới top 1 được, nhưng mà nó không thể thiếu được những cái từ khóa chính của mình nha. Là như vậy, máy rửa mặt 5 in 1, 5 trong 1 của này, massage mặt chống
lão hóa. Đó, bạn thấy keyword nó rất là dài, bạn thấy không? Nhưng mà nó kèm theo ba cái từ này luôn nè, có nghĩa là phải có từ khóa của mình. Đó, bạn thấy không? Máy rửa mặt massage, máy rửa mặt 5 trong 1, massage mặt trong lão hóa. Đó, nếu mà bạn muốn sửa bằng bấm nút xóa là nó sẽ về lại cái chữ đó. Tại vì không có dấu, này có dấu rồi. Đã là bạn đã có hai cái keyword dài rồi. Sẽ tiếp tục nè, máy chống lão hóa da giá rẻ, bạn để nha, máy chống lão hóa da giá rẻ. À, có dấu và không dấu nha. Các bạn biết đó, bây giờ người dùng nó là nó lười lắm, thì nó nghĩ cái gì thì nó nói cái đó, nó dài lắm, keyword nó dài lắm, cho nên là bây giờ người dùng mới là 63% là smartphone họ đánh cái chữ dài, họ làm biến đánh, nhưng mà phải có từ khóa ngắn và từ khóa dài. Từ khóa dài là họ nghĩ cái gì họ nói đó, giống như con nhỏ mà nó nói phía bên bây giờ có con gà làm sao, bạn làm món gì cho nó ngon bây giờ để nhậu, bạn thấy nguyên một cái từ khóa rất là dài không? Đó, thì các bạn phải hiểu được rằng là bây giờ người dùng ở trên YouTube của họ lười lắm, họ không có ngồi gõ đâu, họ phải nói mà nói thì không biết rồi, nó nhây nó dài lắm. Ok, tiếp tục, máy mát xa mặt rẻ hóa làng rẻ hóa già giá rẻ, mà thấy không, máy mát xa mặt rẻ và giá rẻ. Rồi, điểm xe của bạn lên tới 20 rồi, bạn thấy không, 21.9 là 22 rồi đó. Nè, các bạn thấy mình để máy rửa mặt nè, bạn thấy không, máy cũng có mà massage cũng có, rồi mặt cũng có, chống lão hóa cũng có, rẻ hóa da cũng có, bạn thấy có không, da nè, có nghĩa là cái keyword của mình phải nó nằm ở trong cái phần tiêu đề này rất là nhiều. Máy chống lão hóa da giá rẻ nhất, đó không, máy chống lão hóa da giá rẻ nhất. Khi mà các bạn nè, khi bạn làm xong đợi một tí thì cái điểm sale này nó nhảy nè, cái điểm sale này nè nó nhảy lên nè, là các bạn biết là keyword của bạn đang có top đó. Rồi, nó chỉ cho các bạn là 500 từ khóa nha các bạn. Máy rửa mặt 5 in 1 thế hệ mới. Rồi, máy rửa mặt 5 in 1 mới. Rồi, đủ nè, 92 từ nè. Bây giờ bạn thấy điểm sale bạn lên rồi, bạn thấy không, điểm sale lên là 23.8 rồi đó. Rồi, tiếp tục, cái tiếp tục mà các bạn muốn á, là cái lượng thẻ tab mà đọc được cái có nghĩa là từ khóa nằm ở trên tiêu đề á, có nghĩa là nó đọc được nè, có 4 từ rồi đó, bạn thấy không. Đó, rồi tiếp tục nha, khi cái mô tả này được 5.000 từ, các bạn viết nguyên một bài văn dài cũng được, mà mình nói cũng không cần lắm đâu, thông tin ở phía dưới. Rồi, bạn ngang cái này ra,
bài này nó hơi dài nhưng bài cuối cùng của YouTube nên là rất là dài. Rồi tiếp tục nha, bây giờ mình nói sao đây. Cô bác quý anh chị, mình phải viết hoa lên nó mới trang trọng nha. Quý anh chị có làn da đang bị nhăn, mặt chảy xệ thì bơi hết vào đây xem qua video này, video nói về chủ đề đây, có nghĩa là mình phải khôn khéo trong cái cách viết bài để mình chèn được cái từ khóa mình vô, nó không bị lủng củng. Ví dụ như tự nhiên đưa nguyên một đống tiêu đề quăng xuống đây cái nó vô nó tụt cảm xúc à. Bạn phải dẫn họ vào, cô bác quý anh chị đang có làn da bị nhăn à, nhăn nheo gì đó à, nhăn nheo, mặt chảy xệ thì bơi vào đây, mặt chảy xệ phải đầy mụn đó, bạn thấy không? Có nghĩa là đây là cái nỗi đau của họ nè, phải dẫn họ vào thì bơi hết vào đây xem qua video này. Video này nói về chủ đề gì đó, chủ đề gì, hoặc là các bạn thích viết những cái nào nó bình dân một tí thôi, nó hay một tí thôi, chứ bạn đừng có tỏ ra quá nguy hiểm để mình viết một cái tiêu đề cái bài văn đó. Đó, chủ đề hay hoặc kép lên cho mình, có nghĩa là chủ đề, tại vì nó là chủ đề nhưng mình để một kép, có thể không viết mà kép được. Máy sửa mặt năm in một thế hệ mới, các bạn thấy không? Hoặc là bỏ này luôn đi, chủ đề là hai chấm đó các bạn nè. Thứ nhất nè, bạn có kêu hoặc là máy rửa mặt thế hệ năm cho năm, máy rửa mặt năm trong một thế hệ mới. Cái thứ hai, máy rửa mặt năm trong một thế hệ mới, các bạn thấy không? Có nghĩa là ba cái này nó phải có liên quan nhau, một hai và ba đó. Thì các bạn thấy không, điểm xe mình nó lại lên được rồi nè, lên rồi nè, mình thấy chưa? Đây cái điểm xe là keyword in description, có nghĩa là keyword trong mô tả. Đây là có ba keyword nằm ở phía trong cái mô tả và trong cái từ khóa mình, cái thẻ tab của mình á, thẻ tab từ khóa đó, đã thế hệ mới chưa. Tiếp tục nha, chấm máy massage mặt luôn là sự lựa chọn đúng đắn khi cô bác quý anh chị rồi tìm kiếm tiếp nè, đang cô bác quý anh chị tìm hiểu là lựa chọn đúng đắn khi cô bác quý anh chị đang tìm hiểu về đây, các bạn thấy không, máy massage mặt nè, đây có từ khóa đúng không, máy massage mặt, tìm hiểu về máy chống lão hóa da. Đây bạn thấy không, chống lão hóa da, nhưng mà chưa, máy chống lão hóa da giá rẻ. Đây da giá rẻ cho mình, thế nào bảo đảm cái điểm xe các bạn nè. Cô bác quý anh chị vui lòng để lại số điện thoại
công ty, chúng em sẽ tư vấn và tư vấn và báo giá. Đây các bạn nè, giùm mình nè, bằng cái số nào bạn thấy là điểm sale lại lên là 41 rồi, bạn thấy không, hồi nãy là 34 rồi chưa, bạn thấy điểm bây giờ cái điểm theo nè, 5-1, có nghĩa là cái vị, cái thẻ mà nó có vị trí cao á, đây nè, là cái thẻ mà có vị trí cao nè, tại đây đây là tiếng Anh, đây là tiếng Việt cho bạn coi nè. Đây nè, không đúng rồi, để xíu nữa đi, mình lại tiếp tục mình hướng dẫn các bạn. Đó, bạn thấy lên 41 điểm rồi nè. Xíu nữa bên này nè, cái thẻ top có nghĩa là thẻ nó có cái vị trí cao nè, năm thẻ nó có vị trí cao, có nghĩa là có top nè, có vị trí cao nhất nè, có nghĩa là top 1, top 2, top 3, hoặc là vị trí cao có vị trí, có nghĩa là top 20 chẳng hạn, kiểu như vậy, top 20 đó lại á, thì là hai vị trí này nè, xíu nữa mình sẽ hướng dẫn cho các bạn nè, xíu mình sẽ chỉ rõ ra. Rồi, như vậy là nó đã thành công rồi, các bạn thấy chưa? Rồi các bạn, cái thứ ba nữa nè là các bạn phải có cái máy máy rửa mặt đi, 5-1. Đây, bạn thấy nè, đây các bạn phải có một cái hình tương đối lớn một tí, bạn biết chi không? Bạn... đây các bạn để một cái hình lớn, đây nè. Không có gần lắm luôn các bạn. Đại loại thôi, mình lấy đại một cái hình nào đấy. Đại luôn. Làm nữa bạn coi. Bạn đợi tí nha, bài này nó hơi dài, hơi lâu. Bạn sẽ ra được, có nghĩa là bạn phải có một cái hình của một cái sản phẩm đó, hoặc là một cái bài viết gì đó, một cái nội dung gì đó, bạn phải có một cái hình gọi là cái như vậy nè, đây nè, cái hình này nè, cái hình mà đầu video nè, bạn thấy video nào của mình nó cũng có một cái hình nè, có một cái hình, bạn thấy không? Nó có một cái hình nè, đây thì cái hình đó nó tầm khoảng bao nhiêu, đây cái kích thước nè, banner của mình nè, banner của mình là tầm 1869-1058, 1869-1058, 1869-1058. Bạn phải có một cái hình nó to như vậy để các bạn làm hình. Rồi, đây. Bạn qua lại tiếp bên này. Rồi cái ảnh này nè, cái ảnh cái đây là gọi là cái gì ta, ảnh thu nhỏ, đúng rồi, ảnh thu nhỏ, hình ảnh thu nhỏ nè, ngoài nó top. Rồi các bạn bỏ cái hình nó vô để khi mà người ta nhìn vô người ta biết à là thằng này đang bán cái sản phẩm đó, hoặc là nó đang giảng được vấn đề gì đó. Đó, bạn làm sao nè, cho số này 5/5 hết nè, 5/5 hết, 5/5 hết là đẹp nha. Đây bạn thấy không, này trên này nó đổi nè, đó bạn thấy không, cái video nãy lên nó thùng lên là nó như vậy nè, nó xấu như nè, khi mà bỏ lên mà thấy mướt mát không, người ta sẽ thích nhìn không, rất là thích nhìn. Rồi ok nha, mình xuất bản nha, nhớ là công khai hoặc là riêng tư hoặc là đặc lịch, mình đã giảng ngay từ đầu rồi đó, bài này nó khá dài cho nên là mình xin lỗi các bạn. Rồi để mà mình có điểm chất lượng cao sau này này á, thì các bạn phải đăng lên Facebook, đăng lên Facebook nha, đăng lên những cái công cụ nào mình có, các bạn này có bao nhiêu công cụ này, bạn bấm vào hết đi, bạn đăng ký hết đi, đăng ký tài khoản để nó thôi, sau này mình làm video là mình cho nó lên. Rồi mình coi thử cái điểm này là bao nhiêu điểm rồi nè,
Video này bao nhiêu rồi nè? Bao nhiêu điểm xem nha? Chào các bác quý anh chị nha. Chào đặc biệt là các kênh. Đây các bạn thấy không? Cái này có top 19 nè. Cái này có top 17 nè. Cái này có top 4 nè. Thấy cái từ khóa dài nó lợi hại không? Top 4 rồi nè. Này có top 3 nè. Cái này có top 11 nè. Thì cái video mình hồi nãy là đang 41 chấm mấy phải không? Bây giờ nó lên nè 66.8, bạn thấy không? Điểm sale là 66.8 mà. Đó, bạn thấy nè, 66.8, bạn thấy rõ ràng chưa? Cái này nó chưa đâu, xíu nữa mình lót ra một cái nữa nè là nó sẽ có cái top nè, bảo đảm cái từ khóa dài là thế nào cũng có top à. Đây, đợi anh tí. Đó, có top 3, top 1 rồi nè. Thấy không? Top 1 thì điểm sale nè. Đó có nghĩa là mỗi lần dày thì nó có một cái điểm sale nha. Đây. Nó khác một điểm sale nãy là 66 luôn, anh thấy luôn không? Đẹp chưa? Chưa. Mỗi lần nó có một khác. Rồi bây giờ nó sẽ có điểm sale tao cao hơn nè, đó thấy không? Đó. Đây điểm sale nè. Đây nè, đây là top 1. Không tin phải không? Không tin nè. Không tin copy cái này nha. Bạn mới vừa đăng lên rồi bạn có top luôn, anh thấy chưa? Rồi bây giờ bạn phải nó làm một cái kênh mà một cái có nghĩa là một cái ẩn danh đi, ẩn danh là nó không có lưu cái cookie. Rồi bạn vào YouTube nè, bạn search nè. Rồi nha. Video của bạn nằm top 1 nè. Bạn thấy chưa? Đó. Bạn thấy gì chưa? Cực kỳ chưa? Chào các bác quý anh chị nha. Rồi ở trong này bạn thấy nè, nguyên một dàn này là của mình. Vì mình có keyword chính của mình, bạn thấy chưa? Hay không? Bảo đảm với các bạn là hay. Chào, đặc biệt là các. Đó, rồi mình quay lại, mình không lan man nữa. Đây, chưa, cái này là mới thôi nha. Cái điểm sale hiện tại là 66.8. Đây, bắt đầu bạn vào chỉnh sửa nè, chỉnh sửa video nè. Bạn vào chỉnh sửa là video nè. Rồi các bạn về Classic nè, Classic VA Studio nè. Rồi bây giờ mình thêm cái gì đây? Đó, bạn thấy lợi hại không? Video lợi hại cỡ đó mà các bạn không hiểu được nữa thôi. Rồi tiếp tục nè, bạn bấm nè, bên trong cái màn nè, màn hình là kết thúc nè. Màn hình kết thúc này nó có 4 cái màn hình, 4 cái màn hình để mình cho mình kết thúc. Nó hướng dẫn cái gì thì cứ ấy đi, nó dễ thôi. Rồi, 4 màn hình nè, 4 màn hình nha. Đây mình thêm yếu tố nè. Trong cái này, trong danh sách nè. Đầu tiên là mình phải bỏ nè, trong cái đăng ký này chứ đi, mình phải bỏ cái kênh của mình vô. Đây, cái logo của kênh mình nè, khi mình trỏ vô là nó sổ ra nè, giống như cái này nè. Đây nè, giống như cái này nè. Mình thấy chưa? Đó, bạn phải để nào ở trên video của mình. Bạn thấy video này hình vuông rồi đó. Video này nó hình vuông. Nhiều cái video nó hình chữ nhật, các bạn sắp sao cho nó đẹp nhất nha. Đó, sắp sao cho nó đẹp nhất. Tại video mình làm ra mà đúng không? Rồi tiếp tục nè, tạo nè. Trong nha, cái thứ hai nè, tại vì mỗi lần chỉ có một cái hình đăng ký thôi. Rồi tạo. Rồi chọn nè. Nè, bấm chọn đây. Đó, những cái video mình tải lên bạn thấy không? Bạn hút qua cái danh sách nè. Đó. Những danh sách này nè, đó, cái danh sách mà có liên quan tới cái sản phẩm của mình, hoặc là những cái gì mà hồi nãy cái có nghĩa là cái video mình tải vô mình bỏ vô danh sách nào đó, mình phải cho nó ra. Bấm ok, kéo nó qua một bên, anh thấy chưa? Tiếp tục chọn video khác nè. Đây video nha. Video thì bạn để nên là để cái sản phẩm nè, dành để máy massage đi, đâu rồi, máy massage trị liệu đâu rồi, để cái máy massage này, bạn bấm vô, này các bạn thấy bây giờ nè, tại vì cái video của mình nó hình vuông, cho nên nó là mình không có thể để một cái hình nào đây nữa, rồi nó chồng chồng nhau là nó không cho luôn.
ít nhất là phải để 4 cái nha. Bây giờ hết chỗ rồi nè, hết chỗ rồi, cho nên đó bây giờ bạn phải để cho nó sao cho nó hợp lý đi. Tại vì nó đỏ vậy là nó không cho luôn, là phải 4 cái vậy nè. Đây là mình cho các bạn coi nha. Để mình cho các bạn xem, bạn hiểu rõ về cái này chứ không mà bạn nghĩ là chỉ để 3 cái thôi. Đây, trong cái màn hình kết thúc nè. Nè. Bạn thấy là 4 cái nè, 1 nè, 2 nè, 3 nè, 4 nè, 1 thành phần, 2 thành phần, 3 thành phần, 4 thành phần. Nhớ nha các bạn phải để cho, tại vì cái màn hình này nó hình vuông, nó quy định chỉ để cho bao nhiêu thôi. Đó, phải có một cái tab nè. Của mình đó thì mình để tab không thôi, tab nè, tab nè, tab nè, tại vì mình có nhiều cái playlist nha. Một phải có một cái hình để đăng ký, để người ta coi xong video người ta phải đăng ký để người ta coi những cái video khác. Đây nè, hình đăng ký đó. Rồi các bạn lưu nhớ nha, các bạn để 4 cái nha, để đủ 4 cái nha, tại vì một cái video để 4 cái nè, nhớ đó, 4 cái, cho 4 cái nè, cho 4 cái làm hết 4 cái, cái này cho 3 cái làm hết 3 cái. Rồi này cho 3 cái làm hết 3 cái. Rồi tiếp tục nè, thẻ nè, bạn phải bấm qua cái thẻ này đó. Chào các bác quý anh chị nha. Chào. Rồi bạn bấm thường á là người ta chỉ xem tầm vào khoảng là 1 phút đến 3 phút đầu thôi, có nghĩa là video người ta coi nhiều nhất là tầm phải 3 phút thôi là hết rồi. Cho nên á là cái thẻ này nè, mình phải cho nó từ 5 giây là nó phải cho nó xuất hiện một cái thẻ, thì thẻ nó cũng giống cái kia thôi. Bấm vô này, mấy massage nào, sản phẩm nào chính hoặc là mình muốn nó đưa lên đầu tiên thì mình phải cho nó lên đầu này, cái vậy đi. Đó, tiếp tục cho thêm playlist cũng được nha, playlist bỏ lên này, tiếp tục cho hết, làm hết 5 thẻ cho mình. À, bây giờ mình phải cho nó cái kênh này đi. Ừ, rồi kênh chuyện dạ, rồi. Đó làm theo hướng dẫn đó thôi nè, nó có cái này nè đó, tạo tạo thẻ. Ờ, cái này là nó sai rồi, nó là sai sao đó. À, nó không có được cái kênh của mình, nó không, nó nói nè, không phải là phải là một cái kênh khác, không phải là kênh của mình, thì mình đổi kênh thôi, gì đâu bình thường. Đúng. Không được thì mình đổi kênh của mình, mặc kênh mơ gì. Đó. Thấy không, copy này quất vô đó, không phải là kênh của mình thôi. Cà phê ADS dạy ADS miễn phí thì quảng cáo. Rồi tạo thẻ nè, nó sẽ hiện lên thôi. Đó, rồi hai cái đó nha. Rồi cái thứ ba nè, mình phải đại cái nào đi. Rồi nhớ nha, mấy cái thẻ này á làm nó phải có liên quan tới cái video đó nha, thì mới, thứ nhất là mới có điểm cao. Đây rồi, bỏ này đi, bạn muốn xóa nào thì bạn bấm xóa đó thôi, xóa đi, bạn sửa nè, nó xả rồi. Đó, đây chọn rồi, thấy chưa. Rồi, bấm cái này không có nút lưu đâu, bạn bấm về thông tin cài đặt, bấm cái nút lưu này nó hiện màu xanh nè, đó, lưu lại. Rồi, video của bạn đã hoàn tất rồi đó. Rồi, bấm về đây nè, cái điểm sale lên nè. Chào các bác quý anh chị nha, chào. Điểm sale lên nè. Quá, sao chưa lên, nhưng mà thông tin ở đây nó đầy đủ nè. Thông tin đầy đủ hết rồi.
Ở đây đủ hết nên là nó mới không hiện lên nữa nè. À, bạn thấy chưa? Rồi, coi nè, cái thẻ nè, hồi nãy mình để 5 giây nè, bạn thấy 5 giây là có một cái dấu chấm than hiện lên nè. Đặc biệt là các anh chị tầm 5 giây 35 nè. tuổi trở lên. Chưa. Khi mà làn da mình á càng ngày. Đây nè, bạn thấy chưa? Đây là cái thẻ nè, cái thẻ nãy mình gắn nè. Bấm vô đây cái là nó hiện lên những cái thẻ mình gắn nè. Đó. Nó càng bị lão hóa đó, nó bị nhăn, nó có một cái nếp nhăn ở trên cái gương mặt á. Nó thường là nó nằm ở chỗ ngay má này, đây nè, nó nhảy ra nè. Đó, nằm ở ngay má này, nó đẩy nó chạy xuống. Thì một thời gian là nó hay bị cái vấn đề đó, nó bị lão hóa đó. Nên là giống như là cái da đó, cái mặt da này, khi mà một cái vùng da nó bị gãy xuống nè. Đề xuất nè, nó có chữ đề xuất nè, thấy chưa? Rõ ràng chưa? Tiếp tục. Nó bị gãy. Rồi chưa nha, rồi cái đó là mình hiểu rồi. Đấy, cái cuối cùng nè. Đó, bạn thấy chưa? Có nghĩa là cuối video nè nó cũng hiện lên mấy bạn cái này cho đề xuất cho mình nè. Rồi, máy nếu này mà chưa đăng ký thì họ sẽ đăng ký, nhưng mà nó họ có sẵn coi này thêm luôn. Là bấm vô đây họ coi nè. Thường thì người dùng làm biến lắm, họ thấy cái nào nó giống 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 hoặc là nó thấy như vậy thì họ lip vô thôi. Nên là đề xuất rất là cao. Mình thấy sexy chưa? Rồi Joomla. Mình có rất nhiều tài liệu về Joomla nha. Nếu mà các bạn có thích thì cứ liên hệ với mình. Mình học Joomla, mình có biết Joomla WordPress rất là giỏi. Sau này mình sẽ có chuỗi video về vấn đề WordPress và Joomla. Rồi. Đó, bạn thấy chưa? Cái này là mình chưa tối ưu đâu, tại vì kênh này rất là lâu rồi. Chưa hết mà. À, bạn cài nhớ nha. Chào các bác quý anh chị nha. Đó, cài lên hết nè, bạn thấy không? Nó lên hết rồi nè. Lên hết rồi nè, nó xanh hết rồi nè. Đó đây nè, bạn thấy nè, đầy đủ hết rồi nè, bạn thấy chưa? Hai volume rank nè, có nghĩa là nằm trên top á, nằm trên top 1, 2, 3 đó. Nó lên 666 rồi đó, mình nói rồi mà. Rồi, cái lượt view này nó sẽ làm cho các bạn ví dụ như này nè. Khi mà cái lượt view nó cao á, cái điểm sale của bạn nó cũng theo đó mà lên nè. Ủa này sale của bắp à, cái này không biết sale à. Dựa vào cái trend thôi. Đây nè, cái 2 triệu á, cái điểm sale, cái này 68 mà mình tạo lúc đầu tiên nó đã như vậy rồi mà, đúng không? 68 mình tạo đã 66 rồi mà. Rồi, vẫn cùi chưa? Cái hầu mà điểm 3 triệu mấy hả? 3 triệu mấy chứ chưa nè. Học bây giờ hay có thành thành đó, thấy điểm sale rất là cao luôn nha. Tại vì á, nó đang nằm ở thứ nhất trên thành thành, cái thứ hai là view nó rất là cao. Và cái mô tả của nó nằm top 1 không rồi, thấy không? Nè, bạn chọn vào cái điểm sale của người ta nè, bạn thấy rõ không? 96 nè. Đó, bạn thấy chưa? Với đất cần gì nhiều ngoài em. Bạn thấy không? 96 luôn à. Với đất cần gì nhiều ngoài em. Đó, bạn thấy đó, điểm sale rất là cao luôn nè, bạn thấy chưa? Tại cái lượt view á, lượt xem á, nó quyết định được cái điểm sale rất là cao. Thì bạn quăng cái video của bạn vô trong những cái nhóm đó, bạn nói tào lao đồ vô thì nó sẽ click vô nó coi thôi. Nó nói bạn phải cho nó là dẫn dụ nó vô cho nó coi. Bạn thấy chưa? Kinh khủng chưa? Điểm xe như vậy nè, top nè, 1110. Đó, bởi vậy, tại vì thì là cho nên. Nhớ cho bạn, điểm của mình 66 lúc mới đã tải lên, mình chưa có lượt xem, mình đã 66 rồi. Mà video này nó cũng không được gọi là chất lượng lắm. Mà nó như vậy rồi, ok chưa? Rồi, bài hướng dẫn tới đây là kết thúc. Rồi, chưa này, cái điểm này nè, cái điểm này phụ thuộc vào cái lượng nè. Chào thân ái và quyết thắng, có nghĩa là cái điểm này nè thì nó nằm ở trên là khi mà người ta comment á, người ta comment like share gì đó chẳng hạn, là like share comment trả lời yes trả lời mà nè, thấy nè, giờ mình phát lại, nó đang là 6 điểm đúng không, mình phát lại cái nè, tăng điểm nè. Sao nó chưa tăng điểm ta?
nó phải tăng điểm cho các bạn. Khi mà các bạn có comment, có like, có share rồi á, thì cái điểm này nè, điểm mà của VQD nó đánh giá đó, nó sẽ tăng lên. Rồi, ok nha. Rồi, chào tạm biệt tất cả các bạn nha. Mong các bạn sẽ ủng hộ kênh mình nhiều hơn nha. Cà phê ạ nha các bạn. Thank you rất nhiều. Mình là Nguyễn Ngọc Thanh.